Và bây giờ gặp khách như là làm là 15 rồi, hơn 15 mà cảm thấy nó vẫn cứ vui, vẫn phục vụ. Tức là chú thấy mọi người thấy đối với chú là rất là tốt và rất là vui. Hết tự trong người chú là cảm thấy nó có cái vui vẻ và tức là quý mọi người hơn.